Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin treo đầu dê bán thịt chó, chùa Phổ Đà chống lại quyết định của chính quyền Đức. Vụ việc xây dựng trái phép tại chùa Phổ Đà ở đường Ban San Sa Sơ số 17 ở Berlin đang ngày một tạo nên làn sóng dư luận chú ý và quan tâm, không phải chỉ của người Đức mà của người Việt Nam. Hàng trăm, hàng ngàn bình luận từ khắp nơi đã được đưa vào những status và những bài báo mà Thời báo.de đã đăng tải. Trong đó có những bình luận mang tính chất nghiêm túc và phân tích sự việc, nhưng cũng có những bình luận chỉ mang tính chất chỉ trích, và thậm chí có những bình luận mang tính chất bạo lực và đe dọa giết hại nhà báo Lê Trung Khoa. Có những người thì cho rằng vì sao tờ Thời báo.de lại đưa ra những thông tin có vẻ như bất lợi cho người Việt Nam đến như vậy, vì nó là vạch ra những cái sai trái, những cái xây dựng bất hợp pháp rất lớn ở trong khu chùa này. Nhưng cũng có nhiều người ủng hộ cho việc truyền tải những thông tin trung thực như vậy đến cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước. Đặc biệt là Tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin cũng thông qua đây biết được sự thật của sự việc. Và trường hợp nổi bật nhất trong số người bình luận đó là một người phụ nữ tên là Thắng, bà ở Berlin, và đã viết hẳn một status khá dài để phê phán bản tin của Thời báo.de ở Đức. Và ngoài ra bà còn lên giọng dạy đạo đức trung thực này nọ. Bà cũng đưa ra cả cái đăng ký của Hội Phật tử Phổ Đà EV của mình lên trang Facebook cá nhân để chứng minh là chùa Phổ Đà ở đấy có đăng ký. Và nếu đọc qua những bình luận và những status như vậy thì chúng ta thấy rất rõ và họ không hiểu một cái căn bản, đó là việc tờ Thời báo.de đăng tải việc xây dựng trái phép của chùa Phổ Đà ở đường Man San số 17 Berlin, chứ không phải là một địa danh khác là đường Alexanderplatz số 15 ở Berlin, nơi mà bà ta đã đăng ký hiệp hội của mình. Hai địa điểm hoàn toàn khác nhau, cách nhau hơn một chục km, nhưng không biết bà đã không hiểu hay cố tình không hiểu, hoặc cũng có thể có những nhận định cho rằng bà ta đã đánh cháo khái niệm. Và rõ ràng trong bản đăng ký trên tòa của bà Thắng, nó lộ ra là địa chỉ đăng ký của cái hội này ở tận đường Alexanderstrasse số 15. Nó không hề liên quan đến nơi mà tờ Thời báo.de đã đăng tải về vụ chùa Phổ Đà xây dựng trái phép. Bạn Lộc cũng bình luận rất nhiều. Có người thì nói, phải chăng đây là một trò cháo trở, lừa bịp dư luận trong và ngoài nước, đặc biệt là họ tìm cách để lừa cả Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, để cho ông đại sứ có thể mù mờ và không hiểu tình hình thực tế ra sao. Vì hai địa điểm hoàn toàn khác nhau và tên của hai nơi cũng khác nhau, mặc dù nó chỉ giống nhau ở chữ Phổ Đà. Một mặt thì là gọi hội Phổ Đà EV Berlin, mặt khác là cái chùa Phổ Đà, hai thực thể khác nhau hoàn toàn. Và chúng tôi cũng đã đến tận nơi ở đường Alexander số 15 ở Berlin như bà Thắng đã đăng tải, thì chúng tôi rất ngạc nhiên là đó chỉ là một khu chung cư cao tầng, không có bất kỳ biển hiệu nào của một cái gọi là Hội Phật tử Phổ Đà EV. Và chúng tôi cũng hỏi rất nhiều người dân ở xung quanh đó, không ai biết cái hội tên là Hội Phật tử Phổ Đà EV ở chỗ nào. Chúng tôi cũng hỏi kỹ những người dân đang sống ở khu này, thì đó là một khu chung cư rất cao tầng, được xây dựng từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, tức là thời chế độ Cộng sản, với giá thuê rất rẻ. Đó chỉ là những nơi người dân dùng để sinh sống, để ở. Họ cũng nói rằng trong những hợp đồng mà chúng tôi thuê thì không được phép kinh doanh hay đăng ký bất kỳ cái gì khác ngoài nơi ở của mình tại đây. Như vậy, một lần nữa, phía sau vụ việc chùa Phổ Đà lại diễn ra có thể là một âm mưu nào đó để họ cố tình che giấu thực tại đang diễn ra. Và việc tờ Thời báo.de tiếp tục phản ánh về sự việc xây dựng bất hợp pháp ở chùa Phổ Đà, đường Ban San số 17 ở Berlin, mà vị sư trụ trì ở đây cương quyết vẫn không chịu tháo dỡ những công trình rất to lớn mà xây không được phép. Tờ Thời báo.de không bình luận về bất cứ hiệp hội nào có một cái tên gần giống như thế ở một khu vực khác. Có thể đây là cách mà một số người Việt Nam vẫn thường hay dùng để đánh lừa dư luận. Cho đến thời điểm hiện nay thì chính quyền Đức gần như bất lực
trước thái độ không hợp tác của ông sư đang trụ trì tại chùa Phổ Đà ở đường Mansan số 17 ở Berlin, bởi vì ông ta vẫn cương quyết giữ nguyên hiện trạng đã xây dựng trái phép lấn chiếm mà không chịu tháo dỡ. Và điều rất nguy hiểm là công trình xây dựng này bất hợp pháp, nhưng có hàng trăm Phật tử đã đến đây để sinh hoạt. Kể cả ông bà đại sứ Việt Nam tại Đức cũng đến đây thắp hương nghi ngút mỗi khi có những ngày lễ diễn ra. Nếu để xảy ra cháy nổ thì thiệt hại sẽ rất lớn. Chẳng lẽ cứ để như vậy, bất chấp việc ông đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Đức có thể bị cháy cùng với ngôi chùa bất hợp pháp này hay sao? Đó là điều mà dư luận vẫn đang thắc mắc và bình luận dưới mỗi bản tin của tờ Thời báo.de. Cũng có thể những người trụ trì ở công trình này đến từ Việt Nam, họ không có khái niệm về an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như pháp luật của nước Đức cần phải được tôn trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin treo đầu dê bán thịt chó, chùa Phổ Đà chống lại quyết định của chính quyền Đức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.